anh hỏi em một câu này, ai em ghét nhất trần gian? Em trả lời anh rằng thằng em ghét là cảnh sát giao thông. Anh hỏi em tin câu này, sao em lại ghét người ta? Giọt bố cái thằng toàn bắt em chung trị khi em đấy có tiền. Anh hỏi em một câu này, ai em yêu nhất trần gian? Em trả lời anh rằng em yêu nhất là nhạc hát ca tê. Anh hỏi em tiếp câu này, sao em lại yêu người ta? Do nhạc hát ca tê bù hơn nhân sâm chơi cất với đưa về. Anh ơi anh ơi, em đây có máu theo tiền, sẽ em dám ư ba má sơn nhau. Thấy anh cùng ba to ngoan em vỡ lê đường, tim em nó sắt mất mẹ nó đâu rồi. Khi sau thông xe hay nhớ mơ hát ca tề, cảnh sát giao thông sẽ thích hát ca tề. Nhân gian hôm nay đã có hát ca tề rồi, em và cảnh sát như là đôi yêu đương. Anh hỏi em một câu này, ai em ghét nhất trần gian? Em trả lời anh rằng em ghét nhất là thằng cha kẹo cao su. Anh hỏi em tiếp câu này, sao em lại ghét người ta? Do nhạc chết cha này em nghe như ăn đấm vào mồm. Anh giao thông ơi, em đã có mang theo tiền, 2-3 năm nay em sống bằng mì tôm. Xin anh thương em, xin chớ giao thông em mà. Cầu xin ơn trên không được khoe tấm hồ đài. Khi sao thông xe hay nhớ mở hát ca tề, cảnh sát giao thông sẽ thích hát ca tề. Nhân gian hôm nay đã có hát ca tề rồi, chẳng lo chết chóc hay đại hòa sông lan. Cầu xin ơn trên không được khoe tấm hồ này. Cầu xin ơn trên không được khoe tấm hồ.